Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu cách sơn móng tay cho một bàn tay với rất là nhiều họa tiết. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo cách phối màu này của mình nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tối tiếp nhé. Bye bye.